Thưa quý vị, với phương châm lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp đưa các ứng dụng số đến gần hơn và phổ biến hơn với người dân, cũng như đưa chuyển đổi số trở thành động lực để phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Với nhiều nỗ lực bền bỉ và sáng tạo trong thực hiện chuyển đổi số, mới đây, thành phố Đà Nẵng tiếp tục đón nhận tin vui lớn khi được trao giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam năm 2022, giải thưởng danh giá và duy nhất dành cho nhóm các thành phố đô thị. Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số, các lĩnh vực ứng dụng thành phố thông minh, trong đó có chính quyền số, đã đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Tổ một cửa đã thực hiện sử dụng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3-4 và đến nay thì 100% dịch vụ tại công tại phường là sử dụng qua dịch vụ trực tuyến. Bên cạnh đó cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân phường thành lập ra cái trang thông tin điện tử phường An Khê. Cái trang chính quyền điện tử này thì có sự tương tác giữa Ủy ban nhân phường và với người dân đến một cách thuận lợi nhất, nhanh chóng nhất. Có thể nói, quán triệt nghị quyết số 05 của Thành ủy Đà Nẵng về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thời gian qua, người đứng đầu các ngành địa phương đã quan tâm, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội ngay từ cơ sở. Đảng ủy cũng đã lãnh đạo nhiều giải pháp về cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để mà nhằm mục đích xây dựng chính quyền thân thiện với nhân dân và nâng cao năng lực phục vụ tốt nhất cho yêu cầu của người dân, như là đoàn thanh niên thì xây dựng mô hình thư viện số, rồi đảng ủy, ủy ban thì thực hiện việc cập nhật văn bản trên hệ thống QR code và xây dựng cái tuyển phố chuyên doanh không sử dụng tiền mặt tại phố chuyên doanh đường Nguyễn Đình Từ. Hiện toàn thành phố có trên 2.500 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 14.000 thành viên. Qua đó góp phần tạo điều kiện để người dân được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến một cách thuần thục, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, cũng như góp phần đưa các tiện ích số phổ biến trong cộng đồng. Hướng dẫn cài đặt máy cho bà con nhân dân để thuận tiện trong việc đi mua sắm cũng như làm các cái thủ tục hành chính, nó nhanh gọn hơn và thuận tiện hơn. Trước đây là mình muốn làm cái gì mình phải ra phường hay mình đến nơi cái mình giao dịch, nhưng mà bây giờ có chuyển giao công nghệ số, mình có thể ở nhà, mình chỉ cần có smartphone là mình có thể xử lý được tất cả công việc. Tôi thấy nó rất là tiện lợi và hợp với xu thế. Bên cạnh đó, thời gian qua, thành phố Đà Nẵng cũng đã tích cực triển khai nhiều mô hình chuyển đổi số hướng đến người dân như tuyến phố không dùng tiền mặt, chợ 4.0, nền tảng công dân số, v.v. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã ban hành đề án truyền thông chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025 với mục tiêu thay đổi, chuyển biến và nâng cao về nhận thức và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành địa phương, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chuyển đổi số.